Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là năm 2021, Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng gửi đến toàn thể quý khách hàng một bộ nội thất phòng ngủ gồm có một chiếc giường vòm giường hồng chám chim và một chiếc bàn trang điểm gọi là bàn phấn mẫu hoa hồng Louis và một chiếc táp Louis đầu giường. Bộ 3 sản phẩm combo nội thất phòng ngủ của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi vừa được hoàn thiện theo đơn đặt hàng của gia đình nhà em Đạo đến từ Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội. Bộ sản phẩm trên được làm 100% bằng chất liệu gỗ gụ, được Thành Luân chúng tôi là sản xuất theo yêu cầu của gia đình. Gia đình nhà em Đạo đã đặt hàng Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi rất chi là lâu rồi. Sau một thời gian dài chế tác, chúng tôi hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng. Hôm nay có lưu lại một đoạn video clip để giới thiệu với toàn thể quý khách hàng và cũng như là gia đình em Đạo. Em chuẩn bị xây dựng gia đình thì là đã tắm và sắm và tậu một cái bộ sản phẩm combo phòng ngủ gồm có một giường hồng chám chim và một chiếc táp Lori đầu giường cộng với một chiếc bàn phấn. Thì sau đây Thành Luân xin mời quý khách bớt ra độ khoảng vài phút để đi theo dõi hết video clip này, xem được cái chi tiết mà Thành Luân chúng tôi review cái bộ sản phẩm trên. Vâng, chiếc giường này là giường hồng chám chim, hàng siêu VIP luôn. Đấy, hàng siêu dày dặn luôn. Cái phần trường này chúng tôi làm dày 10 phân này. Đấy, toàn bộ đường nét cái phần trường này đục thủ công bằng tay và phần phía dưới là đục chám mai, gọi là giường hồng chám chim. Giường hồng chám chim kích thước 1m8 x 2m. 1m8 x 2m. Toàn bộ cái giáp giường này chúng tôi làm dày tầm khoảng 1 phân rưỡi này. Phần rưỡi này rất chi là dày, cái giáp giường chúng tôi là cực kỳ là dày. Và cái khu thành giường này chúng tôi là đục chạm hoa văn cũng rất chi là đẹp. Đấy, và cộng với một chiếc táp Dory đầu giường đấy, cũng đục chám mai rất chi là đẹp. Toàn bộ được làm một chất liệu gỗ gụ 100%, 100% bằng gỗ gụ. Thông tin chi tiết sản phẩm trên quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc 0972770888. Và ngoài ra đây là một chiếc bàn trang điểm mẫu hoa hồng Louis. Đấy, mẫu hoa hồng Louis rất chi là đẹp, được Thành Luân chúng tôi hoàn thiện theo yêu cầu của em. Em đã về trực tiếp cơ sở của Thành Luân để đặt bộ sản phẩm trên. Đấy, chiếc bàn trang điểm này gồm có 3 ngăn kéo và một đôn. 3 ngăn kéo chúng tôi phải rút ra đây, rất đẹp, hàng chúng tôi làm cực kỳ là dày dặn. Đây là hàng VIP, hàng đặt theo yêu cầu nên là không có từ là hàng chợ. Đấy, riêng cơ sở của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi là chuyên làm hàng thửa, hàng đẳng cấp và hàng đỉnh cao. Chúng tôi xin nhắc lại hôm nay là những ngày tháng năm 2021, Thành Luân trân trọng giới thiệu với toàn thể quý khách hàng một bộ combo nội thất phòng ngủ gồm có một chiếc giường hồng chám chim và một chiếc bàn phấn, bàn trang điểm và một chiếc táp Dory đầu giường của em Đạo Phú Lương, Hà Đông đặt hàng. Thay mặt Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn em và gia đình đã tin tưởng đặt hàng Đồ Gỗ Thành Luân. Và xin kính chúc hai vợ chồng luôn luôn hạnh phúc và luôn mạnh khỏe. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng kết bạn Zalo hai số điện thoại trên màn hình, chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết. Và xin chân thành cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.